Hết năm 2020, huyện Nho Quan có 148 dòng họ được công nhận hiếu học, đạt tỷ lệ 68% so với tổng số dòng họ toàn huyện, tăng 5% so với năm 2019. Cùng với thành lập ban khuyến học, các dòng họ đã luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền truyền thống hiếu học của cha ông, làm bảng lưu danh đối với cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và những người có công tiêu biểu để con cháu noi gương, đồng thời tích cực xây dựng quỹ khuyến học để phát thưởng cho con cháu có nhiều thành tích nhằm động viên khuyến khích và tạo không khí thi đua trong học tập rèn luyện. Đến nay, tổng nguồn quỹ do các dòng họ trong huyện quản lý là trên 1,4 tỷ đồng. Tôi có quy định là một năm hai lần thưởng. Lần thứ nhất là 15 tháng 5 là ngày giỗ họ, là con cháu đến để những cháu nào tiên tiến là đến để nhận thưởng. Cái thứ hai là 12 tháng 9 thì ngày đó là giỗ tổ thì đã có các cháu thi vào đại học và cao đẳng để được thưởng lần thứ hai, tuyên truyền cho gia đình. Thế thì gia đình thì thí dụ như gia đình nhà tôi là có 9 cử nhân, trong đó có một tiến sĩ và một thạc sĩ. Bên cạnh đó, các gia đình dòng họ đều tạo điều kiện thuận lợi để từng thành viên thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ học tập của mình dưới nhiều hình thức. Trong gia đình thì nuôi các cháu ăn học thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà gia đình thì hai vợ chồng cũng bảo nhau là tạo điều kiện vừa chăn nuôi bò sinh sản rồi gà rồi tất cả các loại cây trồng để tận dụng cái nguồn thu để nuôi các cháu. Anh chị em giúp đỡ lẫn nhau để tham gia học tập, đặc biệt là trong cái khuôn khổ gia đình thì cháu lớn giúp cháu bé, chị giúp em. Hoạt động khuyến học khuyến tài của các dòng họ trên địa bàn huyện miền núi Nho Quan giờ đây đã trở thành một nét đẹp truyền thống và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp.